Độc hành thiên hạ tập 146 Trong lòng Diệp Húc đập loạn thỉnh thịch, ngọc thụ của y đà thông lên thiên giới, nên bức tường chắn thiên nhân hai giới. Đối với hắn mà nói, chẳng có nghĩa gì hết. Không cần đợi hắn tu thành vu hoàng, liền có thể đi vào trong thiên giới rồi. Hình như có thể đấy. Đột nhiên Diệp Húc nghĩ đến một điều bấu chốt. Nếu hắn muốn đi vào thông đạo, được ngọc thụ đánh vỡ ra, thì nhất định phải đi vào tầng thứ 16 của ngọc lâu. Lúc này mới có thể đi ngược theo ngọc thụ mà bước lên trời được nhưng giờ phút này bởi vì sự hạn chế thu vi mà ngọc lâu chỉ mới mở ra tầng thứ 8 còn tầng quan trọng nhất là tầng thứ 9 kia vẫn chưa mở ra để đạt được truyền thừa trong đó còn nhiều tầng với phía sau đối với hắn mà nói cũng không trở ngại gì nhiều có thể tùy ý mà thông hành được nói cách khác phải trở thành nhân hoàng mới có thể đi vào thiên giới diệp húc thở dài thầm nghĩ cho dù tạm thời không thể vào thiên giới nhưng tiền linh chi khí kia càng nhiều càng tốt. Nó như thế ngọc lâu của ta tiếp tục lớn dần lên, tất nhiên cũng có thể từ thiên giới hút càng nhiều tiền linh chi khí hơn nữa. Lập tức Diệp Húc lại lắc đầu, lần này là vì muốn ngọc lâu sinh trưởng ra tầng thứ sáu mà hắn đã gần như hao phí sạch 20 cái thần dương linh mạch bậc 9. Nếu trưởng thành tới tầng thứ 17 thì chỉ sợ linh mạch cần sử dụng lên đến con số hàng trăm mà tính. Tầng thứ 18 chắc chắn là phải hàng ngàn, Đến lúc đó, cho dù hắn đem toàn bộ linh mạch trên thế giới vu hoang thu gom sạch sẽ, cũng không thể nào tìm ra nhiều thuần dương linh mạch đến như thế. Hơn nữa, đợi sau khi tìm xong đầy đủ linh mạch, cũng qua hơn 7 năm, lúc đó Diệp Húc cũng thành nhân hoàng mất rồi, đủ khả năng đi vào thiên giới rồi. Tiến vào thiên giới tìm kiếm thiên linh tinh mạch, một cái cũng có hơn cả trăm cái thuần dương linh mạch, cho nên Diệp Húc cũng không tính toán tới việc tiếp tục thăng cấp cho Ngọc Lâu cho dù hiện giờ không thể vào thiên giới nhưng tiên linh chi khí do ngọc thụ kéo xuống cũng cực kỳ khổng lồ tu luyện hàng ngày cũng đủ dài rồi tiên quang trong phương trượng tiên sơn đã bị diệp húc dùng hết một thành đợi cho hắn tu luyện thành nhân hoàng kỳ chỉ sợ toàn bộ tiên quang lúc đó đều hết sạch rồi đến lúc ấy diệp húc chỉ có thể đi trước một đường có thể đi để lên thiên giới chỉ có tiên linh chi mạch mới đủ cung cấp linh khí cho hắn để hắn tiến lên vu hoàng cho dù là thuần dương linh mạch bậc chín cũng không thể nào làm được rốt cuộc diệp phúc chạy tới trung thổ thần châu trong tầm mắt phía xa xa là đầm vân mộng một gốc cây phủ tăng cao chót vót đứng giữa trung tâm cái đầm lớn mà ở phía nam của đầm yêu khí mấy ngày liền hóa thành một mảnh yêu vực phu sĩ tầm thường sẽ không ít đến đó lịch lãm có rất nhiều người ở trung tâm tràn ngập yêu khí thì càng có nhiều loại hoa thắng cảnh hành sơn lục thủy hồ gầm núi rừng bạch hạc song chơi, thậm chí còn có một quốc gia của yêu tộc. Nơi đó chính là địa giới của thiên yêu cung. Diệp Phúc trực tiếp đi vào yêu vực kia, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa xa có hai cự nhân đầu người thân rắn. Phía đuôi là cả hai con này cuốn lại với nhau cùng một chỗ, đứng ở trong quần núi. Hai tay của bọn họ mở ra, tương liên nên một cung điện thật đẹp đẽ. Hai cự nhân đầu người thân rắn này cao tới mấy vạn trượng, đứng thẳng người tựa như núi rừng trùng trùng điệp điệp mây trắng phiều dù phía eo của hai người thậm chí trên người bọn họ còn có thác nước đang chảy sông lớn chảy xiết bách thú hội tụ hai vị này chính là hy hoàng cùng oa hoàng đều là người khai sáng ra thiên yêu cung cả hai đem nhục thể bản thân luyện chế thành cấm bảo lưu lại thân thể trấn thủ số mệnh thiên yêu cung thiên yêu cung chính là thánh địa hạng nhất nhì trong yêu tộc có được tứ đại cấm bảo là hà đồ lạc thư thân thể hy hoàng cùng thân thể oa hoàng ở bên trong đầm lầy vân mộng hiếm có ai dám đến đầy quấy phá tâm thần diệp húc khuấy động lúc này liền phóng lên cao hướng cung điện trong lòng bàn tay của hy hoàng cùng oa hoàng mà bay đi Sa la minh tôn cùng Hào thiên khuyền vội vàng đuổi theo một người bột chó hết nhìn đông lại nhìn tây tấm tắc khen ngợi không thôi cùng với thánh địa của nhân tộc và thánh địa của ma tộc mà nói thì yêu tộc thánh địa thiền yêu cung đã tràn ngập tư tưởng nước ngoài khiến cho bọn hắn cảm giác mở rộng tầm mắt. Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo tiến đến bái kiến yêu chủ. Diệp Húc bay tới cung điện liền cất cao giọng nói: "Cô ra đến rồi." Chỉ thấy trong thiên yêu cung ồn ào hẳn lên, có nhiều đại yêu không biết chuyện đều sôi nổi cưỡi mây đạp gió xuất cung ra xem. Thiên giới quần thiên. Từ sau khi ngọc lâu của Diệp Húc đột phá tầng thứ 16, thì cành lá của ngọc thụ đã xuyên qua ranh giới thiên nhân, đánh vào hư không tiến vào trong thiên giới. Trung ương quần thiên đột nhiên phát sinh chấn động cả đất trời, rầm rầm âm âm, liên tục trong một khắc thời gian mới chậm rãi bình ổn trở lại. Lúc này trên thiên giới, nhiều ngọn núi lớn đều bị chấn động làm cho sụp đổ. Quấy nhiễu không ít cao thủ sôi nổi đi xem xét tình hình, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Đột nhiên từ bên trong một tòa cung điện vàng ngọc đứng sừng sững trên bầu trời thiên giới, truyền ra một thanh âm rất lớn, nếu như lúc này Diệp Húc ở đây sẽ biết cái thanh âm này chính là của Võ La Lão Tổ. Chỉ nghe thấy Võ La Lão Tổ trầm giọng nói, Tuần Thiên Sứ đi thăm dò xem đến tột cùng chuyện gì đã xảy ra lại có thể lay động cả thiên địa quân thiên như thế. Bên trong cung vàng điện ngọc, một đám người mặc áo đen bay lên, tản mắt ra từng luồng khí tức, làm cho người ta sợ hãi, bay ra bốn phường tám hướng. Đây chính là đội tuần thiên sứ của thiên giới. Mỗi người đều có tu vi vu hoàng, thậm chí có kẻ có thực lực siêu việt vu hoàng tuần thiên sứ ở quần thiên bắt đầu tàn ra đi tuần ra chư thiên vẫn không phát hiện điều gì khác thường cả ngọc thụ của diệp húc kéo đi tiền linh trì khí làm cho nguyên khí phát sinh trên thiên giới xảy ra tình trạng bị hao hụt nhưng mà so với đám cao thủ bên trong thiên giới mà nói thì mỗi thời khắc khổ thổ đạp tình khí của bọn họ còn vượt xa bộ phận bị hao hụt kia bởi vậy vẫn chưa bị đám tuần thiên sứ này phát hiện ra không có gì khác thường, làm sao có thể chứ? Bên trong kim điện, võ là lão tổ ngồi ở phía trên điện phủ, nhìn đám tuần thiên sứ ở dưới, cả thở dài mà không dám nói gì. Chỉ nghe y thấp giọng nói, xem tình trạng chấn động ở quân thiên lần này, rõ ràng có một đám yêu nghiệt tài giỏi xuất thế. Nếu như để cho hắn đạt được thành tựu, tất sẽ làm đoạn thiên giới ta. Nhưng vì sao lại không phát hiện ra tùng tích của bọn chúng chứ? Tiếp tục tìm cho ta, phải điều tra cho rõ ngóc ngách của bọn yêu nghiệt này. Cho dù bọn chúng ẩn cư nơi thầm sơn cùng cốc, cũng phải đem hắn trong quần thiên bắt được. Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Bên trong thiên điều cung, đám cao thủ yêu tộc cùng tụ tập lại. Diệp Húc đi lên hy hoàng điện, thi lễ với yêu chủ rồi cất cao giọng nói. Tiểu tế lần này đến vội nên không có chuẩn bị đại lễ, chỉ có vài lễ vật nhỏ không đủ để tỏ sự tôn kính của mình. Già Lam Minh Tôn đứng ở sau lưng Diệp Húc, nghe thấy thế thì bèn bĩu môi. Lần này đến quá vội sao? Người khác không biết, chứ lão đã biết rõ ràng nhất. Vì chuyên đi đến thiên yêu cung lần này, Diệp Húc đã tốn đi chừng nửa năm. Có thể nói là bước khắp thiên sơn vạn thủy, đi cả hàng tỷ dặm đường. Thậm chí trên đường đi còn đụng độ nhân hoàng đỉnh phong của thái dương thần cung chống lại cấm bảo nữa đấy. Vội vàng ở đâu già chứ? Rõ ràng là mưu đồ đã lâu. Huống hồ lễ vật mà Diệp Húc chuẩn bị cũng không hề nho nhỏ mà là một phần hậu lễ. Lão có thể tưởng tượng ra cảnh khi lấy ra món hậu lễ này. Đám đại vu cự đầu, lão quái vật cùng bá chủ yêu tộc nơi đây sẽ kinh ngạc đến như thế nào. Yêu chủ tự tiếu phỉ tiếu nhìn về phía Diệp Húc, trong lòng cũng có phần kinh ngạc. Tên tiểu tử này rốt cuộc cũng chịu tự mình đến thiên yêu cung ta cầu hôn đứa con gái thứ hai. Lần trước ta tự đến hoàng tuyển mà tông đã hạ mất mặt lắm rồi. Cũng tốt, nếu hắn mà không tới Thiên yêu cung, dù chỉ một chuyến thôi, mặt của ta liền không có chỗ để nữa. Về phần cái gọi là lễ vật nhỏ nhỏ kia thì cũng không quan trọng cho lắm. Hắn chính là người đứng đầu của thiên yêu cung, thánh chủ của một thánh địa. Có bảo vật nào là chưa từng gặp qua chứ? Có thể nói trên đời này, thứ khiến cho yêu chủ khiếp sợ, hầu như không có mấy thứ. Tù vì tên tiểu tử này, trái lại lại biến hóa từng ngày, chắc là đã tù luyện tới cảnh giới thần thể bất diệt bát phẩm rồi. Hắn đánh giá Diệp Húc từ trên cao xuống dưới thấp, cũng biết rõ tù vị tiến cảnh của Diệp Húc, không khỏi âm thầm sửng sốt. Kinh nhìn thấy giả la minh tôn, vị nhân hoàng của hoàng tộc giả la kia, thì lại cả kinh. Nhân hoàng ma tộc chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ bên người Diệp Húc lại có một vị nhân hoàng của hoàng tộc giả la đi theo phỏ tá. Thì hắn nhìn thấy con phá cầu hào thiền khuyển kia, thì lộ vẻ động dung. Hắn thậm chí còn cảm nhận được hơi thở vu hoàng từ trên thân thể còn phá cậu ấy. Diệp Hùng khẽ vỗ tay, Già Lam Minh Tôn lập tức bước lên, cùng kính nói. Chủ công nhà ta dâng lên chín nhánh thuần rừng đình mạch bậc chín, một cây bàn đào, mười quả bàn sa đào. nằm đóa vì ngạn hoa, chúc yêu chủ vạn thọ vô cương. Lão vùng tay lên, chín nhánh thuần dương đình mạch bậc chín như chiến con kiềm lòng xuất hiện phía trước, chúng tản ra hơi thở khủng bố, y như là vu hoàng. Những đại vụ yêu tộc có tu vi hơi yếu, thậm chí còn bị luồng hơi thở này đè bẹp. Sau đó, một gốc bàn đào xuất hiện, thủy khí ngàn cành, những chiếc rễ bày vúa. Trên cây còn hơn 10 quả bàn đào chưa có chín, hương khí sông vào mũi. Mỗi một quả bàn đào đều có một mảnh thiên cung bên trong, mây bù sa xăm, dưỡng như ẩn hiện, đại đạo hàng cổ. Còn có 10 quả bàn sa đạo đỏ tươi. Bên trong đạo quả có linh sơn. Trên linh sơn có ba tôn Phật Đà, được xưng là tam thế thân, tam thế Phật ba vị cổ Phật quá khứ, hiện tại và tương lai. Lại có trăm đóa bị ngoạn hoa nở rộ, vô cùng ảo diệu. Trong điện thi hoàng yên lặng hẳn xuống, yên lặng một cách đáng sợ. Thậm chí một sợi tóc rời xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Ngay sau đó là một mảnh xôn xao xôn xao, tiếng nghị luận vang lên ầm ĩ. Dù là cương giả thiện yêu cung, nghe thấy lễ vật của Diệp Húc cũng không khỏi mất đi cấp bậc lễ nghĩa, mất đi trường bậc. Thậm chí vị thánh chủ yêu chủ kia cũng không nhịn được mà đứng dậy khỏi vị trí tông chủ khá là khách khí hắn quả đúng là hiểu sâu biết rộng gặp qua rất nhiều bảo vật thậm chí tặng hậu lễ cho hoàng tuyển ma tông lúc trước cũng không hề chớp mắt một cái chuyện cho vui vẻ nhưng hậu lễ tặng lại của diệp húc kia đúng là vượt qua những gì hắn dự liệu vài món lễ vật nhỏ nhỏ này khiến cho cả hắn cũng phải động tâm nếu diệp húc không phải con rể tương lai của hắn không phải đến tặng xính lễ mà lấy ra những bảo vật đó để khoe khoang thì hắn sẽ lập tức giết người đoạt bảo. Không nói những thứ khác, chỉ riêng bởi quả bà sa đạo kia, đó có thể nói đã đủ để hắn ra tay giết người. Một quả bà sa đạo có thể tăng thọ nguyên 300 năm. Đối với cường giả bậc thánh chủ mà nói, thì không có thứ gì có thể hấp dẫn hơn việc kéo dài thọ nguyên. Mà cây bàn đào kia lại càng quan trọng hơn. Gốc cây bàn đào này có hơn 30 quả bàn đào. Mỗi một quả có thể kéo dài thọ nguyên ngàn năm giá trị hơn xa bà ra đạo quả. Huống hồ, đó lại là một gốc bàn đào. Về phần bỉ ngạn hoa, loại linh tài này có thể làm cho vô sĩ đột phá giới hạn tự chất, nhìn được bến bờ bên kia tu vi, đạt được thành tựu không có khả năng đạt được. Trong đó bỉ ngạn hoa, có nghĩa là thiên yêu cung, có thể xuất hiện thêm trăm vị cao thủ tam tường cảnh, cũng là một món tài sản không thể khinh thường. Nhưng trong các loại bảo vật này, thứ quý giá nhất chính là nhành thuần dương tình bạch bậc chín có hình dáng kim long kia. Đây là một món của cải nặng nhất. Chính nhánh thuần dương đình mạch bậc chín hoàn toàn có thể tạo ra chín vị vu hoàng, làm cho số mệnh một thánh địa hừng thịnh vô cùng. Tất cả đệ tử đều có thể dùng thuần dương linh khí mà tu luyện, tăng lên tu vi. Chẳng lẽ gần đây có thánh địa nào bị tên tiểu tử này tiêu diệt sao? Nếu không thì hắn lấy đầu ra nhiều bảo vật như vậy. Những bảo vật này, cho dù là vị thánh chủ nào cũng đều động tâm. Yêu chủ cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn không nghe nói có thánh địa nào bị diệt hay bị ai cướp sạch, thầm nghĩ. Quan hậu lễ này lại nói là lễ vật nhỏ nhỏ, đúng là hiền tế của thiên điều cùng ta. Nếu thiên yêu cung có thể chiều thêm được vài cậu con rể như vậy, thì đã sớm vượt qua thành đế môn, trở thành thánh địa thứ nhất trong yêu tộc, thậm chí là thánh địa thứ nhất trong chính mà yêu tam đạo mất rồi. Hắn càng nhìn Diệp Húc lại càng thấy thuận mắt. Lục trường, hắn còn ghét tên tiểu tử này được voi đòi tiên lòng tham không đáy, đã đính hồn cùng với khổng tước, lại còn dụ dỗ em vợ Phượng Yên Du. Lúc này, thấy tiểu tử này lại có vẻ thuận mắt quá. Hiền tế à, không đúng, tên tiểu này thật đàm bưu túc trí, ngay cả ta cũng tính kế. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trở nên âm trầm. Hắn suy nghĩ, hắn đưa tới lễ vật dày như vậy, rõ ràng là cũng đòi đồ cưới đủ phân lượng đây mà. Đáng giận, đáng giận. Nếu người khác được xính lễ dày như vậy, thì đã sớm vui mừng, choáng váng cả đầu óc. Nhưng tư duy của vị yêu chủ này cực kỳ khác người thường. Tưởng tượng ra những thứ mà người ta chưa nghĩ đến, hắn lập tức nghĩ đến chỗ không ổn trong này. Tên tiểu tử này lấy ra nhiều bảo vật như vậy, chắc chắn là để đòi đồ cưới rồi đây, chắc chắn là như vậy rồi. Sau mặt của hắn có phần phát xanh, thẩm nghĩ, hoàn đồ cưới này, gõ tà thật là ác. Nếu người khác hỏi ta, yêu chủ à, con trẻ của ngài đưa xin lễ danh như vậy, ngài hồi môn lại cái gì? Thì ta nên trả lời như thế nào đây? Tay yêu chủ run run lên, không khỏi có phần chán nản. Diệp Húc mang ra khoản hậu lễ này, thật đã làm cho hắn khó xử rồi. Đồ cưới hồi môn không kém sinh lễ bao nhiêu. Thiên điều cùng thật sự không lấy ra được đồ cưới nặng như thế, trừ khi là một cấm bảo. Ta biết ngay, cái tên tiểu tử này không tốt đến như vậy. Hóa ra là ngóng trông cấm bảo của thiên điều cùng ta. Không được, cấm bảo của thiên điều cùng ta chính là do tổ sư truyền lại, không thể để lọt ra ngoài, cần phải nghĩ vào một sách lược vẹn toàn mới được. Diệp Hùng chỉ cảm thấy sắc mặt vì nhạc phụ tương lai này, lúc thì xanh, lúc thì trắng, hoàn toàn không ngờ, ông ta có thể nghĩ ra nhiều tâm tư như thế, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi. Sắc mặt của yêu chủ khôi phục lại nguyên trạng, hắn cười mà nói, còn đã có dạ tâm như thế, vậy thì vật nhỏ đó ta xin nhận. Hắn vùng tay áo, cuốn lấy những bảo vật đó lại, rồi cười nói, Thiếu bảo, con đường xa đến đây còn chưa gặp thầy tử tương lai. Người đâu? Đi mời... Hắn còn chưa nói xong, thì Diệp Phúc đã nói trước một bước. Ta cùng yên nhu vội vội tình đầu ý hợp, nhưng hồi lâu không gặp, này đính hôn cũng nên gặp một lần. Yên nhu ư. Đám lão quái vật tiền yêu cùng kia đều cả kinh, ai đấy đều thấy kỳ quái. Con người thấp giọng nói, sao lại liên quan đến tiểu công chúa, không phải là đính hôn với nhị công chúa sao? Đúng vậy, hình như đối tượng định thân là nhị công chúa mà. Chớ có nói, chuyện này có phần cổ quái, cứ từ từ nghe thánh chủ nói xem sao đã. Diệp Hùng cũng có phần không yên trong lòng. Hắn biết rõ, ngày đó yêu chủ đến hoàng tuyển Ma Tông là tính cho hắn đính hôn với nhị công chúa khổng tước, ứng tổng đạo cứ thế đồng ý. Nhưng lúc này, hắn cố ý không nhắc đến chuyện này, mà chỉ nói tới vượng yên nhu, chính là ở trước mặt mọi người, rời hoa, nối cây, đổi một vị hôn phối, Định ra chuyện này trước mặt Của vị lão quái vật thiên điều cung này Yêu chủ nhìn hắn vài cái thật kỹ xong mặt Diệp Húc vẫn không hề thay đổi Nhưng trong lòng hắn lại vô cùng khẩn trương Đột nhiên yêu chủ cười ha ha Cần tiếng nói Hiện tế à Ta và con chưa từng có cơ hội ở chung Còn đi theo ta Hắn đất ra ngoài cung Diệp Húc chỉ phải kiên trì đuổi theo Các vị này Ở đây có đồ ăn không Chờ Diệp Húc cùng yêu chủ rời đi rồi Hạo Thiên Quyền lập tức lắc lư chạy lại kêu lên, mang vài con yêu quái đến đây ta nếm thử xem nào. Trong hy hoàng điện, một số ánh mắt tức giận nhất thời dừng đền người con phá cầu này, khiến cho nó hoảng sợ, vội lui ra sau lưng giả la minh tôn. Nó thầm nói, bọn người này thoạt nhìn khá là hùng dữ đấy. Giả la minh tôn bị nó làm cho tức suýt học máu. Đây đều là đám lão quái vật của thiên yêu cung. Tên khốn này còn kêu la đòi ăn yêu quái, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào hiền tế ta có thể gả cả, cả nhị nữ nhi cùng tiểu nữ nhi cho con trong khẩu hoa viên của thiên yêu cung yêu chủ và diệp húc một trước một sau đi trên một cây cầu đá yêu chủ nhàn nhạt, nhạt nói bên kia cây cầu hương hoa thơm ngát đủ mọi loại hoa tươi nở rộ diệp húc im lặng một lát rồi cười khổ nói rửa sành hái thì sẽ không ngọt khẩu thức sư tỷ tâm trí cao xa ta rất bội phục nhưng bội phục chỉ là bội phục chứ không phải là tình cảm yêu đương Yếu chuồng bìm cười rồi đột nhiên vẫy tay. Một quả đu đủ còn xanh rơi vào trong tay, cười mà nói. Dừa xanh cũng có thể rất ngọt. Ví dụ như quả đu đủ này, giấm vài ngày là có thể chín. Ta cưới bảy vị phù nhân, có cướp, có cưới, cũng có tự nguyện gả cho ta. Này không phải đều là tôn nữ, tôn trọng lẫn nhau sao? Diệp Phúc Kinh Hạc không nói câu nào. Sau một lúc lâu mới cười khổ nói. Nhạc phụ thứ lỗi, tâm ý của ta đã quyết, không ai có thể sửa được. Yêu chủ hư lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói, ta tâm ý đã quyết, cũng không ai có thể sửa được. Nếu người nghịch ý của ta, hậu hoa viên này chính là bổ trôn của ngươi. Nhạc phù đại nhân, thời nay không có vị thánh chủ nào có thể giữ được tiểu tế, chỉ có vù hoàng là có thể làm được thôi. Diệp húc lặng lặng dừng yên tại chỗ, nhìn thẳng vào trong yêu chủ, anh nay nói, nhạc phù đại nhân, ngài cũng không được đâu. Tình quang bắn ra từ trong mắt của yêu chủ, hắn nhìn Diệp húc rồi đột nhiên lộ ra vẻ kinh dị diệp húc đứng ở trong nơi đó như một vị thần vương tọa trấn trung ương hăng cổ bất động lại giống như chân thân của hắn không ở nơi này mà là dung nhập vào trong hư không chân thân ở trong dị độ thời không giữa hắn và diệp húc dường như cách nhau không biết bao nhiêu không gian xa xôi vô cùng cả tỷ dặm cũng không thể tính toán được À cũng không được ư khoe mắt của yêu chủ run lên cười lành một tiếng đang định ra tay thì trên không trung thiên điều cung truyền đến một giọng nói giả nua. Đặng Lâm và Đinh Dần từ Chu Thiên Tinh Cung đến cầu kiến yêu chủ. Hai người chúng ta phụng mệnh tinh tế mời yêu chủ đi Chu Thiên Tinh Cung cùng bàn việc đại sự. Lời này vừa dứt, đột nhiên trên bầu trời trở nên sáng ngời. Từng ngôi sao từ chỗ xa xôi lướt đến. Ánh sao càng lúc càng lớn, càng lúc càng chói mắt. Ngay cả ánh sáng mặt trời đều bị trả khuất. Ánh sao cách thiên yêu cung càng ngày càng gần, có thể nhìn thấy đó là một tòa chu thiên tinh đấu đại trận và tinh hà trụ quang đại trận rộng lớn ngàn dặm trong thật đồ sộ chu thiên tinh đấu cùng một ngân hà đột nhiên dừng lại lơ lửng trên bầu trời thiên điều cung một vị cổ thần với hình dạng kỳ quái khoanh chân ngồi trên những ngôi sao kia đúng là chu thiên tinh quân rồi hai lão già bay ra từ trong hai tòa đại trận này cất cao giọng nói yêu chủ tình đế có lời mời đấy Nặng Lâm, Đinh Dần, hai vị nhân hoàng của Chu Thiên Tinh Cung, yêu chủ nao nao, bỏ qua ý định thử độ sâu cạn của thực lực Diệp Húc, thầm nghĩ, nghe nói Tình Đế vốn tụ tập tất cả thánh địa chính mà yêu Tam Đạo cùng một chỗ để tạo thành Liên Minh, cùng đối kháng với hậu nhân của Đế Khốc thần Vương, chẳng lẽ y phái Đặng Lâm và Đinh Dần tới là vì việc này. Hắn cùng với Diệp Húc chỉ là tranh khí phách, nhưng Tình Đế mưu đồ rất lớn, định hợp tất cả thánh địa lại làm một màn mà y trở thành lãnh tụ của các đại thánh địa kia. Dạ tầm to lớn không hề thua kém, cái gọi là con cháu của đế khốc thần vương. Tiểu tử, ta sẽ tính sổ với người sau. Yếu chủ lập tức nhẹ nhàng bay đi, ngành đón đặng lâm và đinh dần, thản nhiên nói. Người ở lại nơi này trước, đừng có đi loạn lung tung. Người cần phải biết, yếu không thể địch được mạnh. Hôm nay, con cái của ta, người dù muốn hay không cũng phải cưới. Diệp Phúc ở sau lưng ông ta, đột nhiên cười nói, Thưa nhạc phụ, hiện giờ cánh tay con rể đã đủ to, đủ cương tráng, hẳn là có thể bắt qua đùi rồi. Yêu chủ hơi lảo đảo một cái, quay đầu lại trợn mắt, nhìn, thì thấy Diệp Phúc đang giơ tay quan sát, sau đó vừa lòng gật đầu. Hiển nhiên là hắn cho rằng cánh tay của mình đã đủ tráng kiện, có thể bắt qua đùi. Khốn kiếp! Yêu chủ nghiến răng nghiến lợi, càng thêm căm tức, hắn vùng tay áo lên. Vô số vu bảo ào ào bay ra từ trong tay của hắn, rơi vào trong hoa viên hẻo lánh này. Lập tức, từng đạo trận vân xuất ra, chỉ một thoáng, tầng tầng lớp lớp cấm chế trải rộng ra toàn bộ hoa viên. Hắn hử lạnh một tiếng, thản nhiên nói, ta bày ra hãm không đại cấm ở nơi đây. Nếu người có thể phá nó trong một canh giờ, thì bài viên ngọc quý trên tay của ta kia tùy người lựa chọn. Trước mặt của Diệp Húc đột nhiên biến đổi, hậu hoa viên rực rỡ sắc màu đã biến mất, thay vào đó là một mảng núi cao nguy nga và rộng lớn, vô tận sát khí nồng đậm như là giúp phóng lên cao. Dường như là hắn chỉ cần khẽ động là sẽ xúc động đến hãm không đại cấm ở nơi đây, lâm vào hiểm cảnh ngay. Yêu chủ vốn nổi danh thông thái về cấm pháp là đệ nhất cấm pháp đại tông sư mà các đại thánh địa công nhận. Hắn tùy tay bày ra cấm chế, bất cứ vị thánh chủ nào cũng không dám khinh thường đâu. Những cấm chế đó một cái ta cũng không nhận ra. Diệp Hùng chớp chớp mắt, hoàn toàn bù tịt với cấm chế Yêu chủ nhất định là biết điểm này nên mới để lại hãm không cấm cố ý làm khó khăn hắn đây nhưng ta biết cách phá cấm kiến mộc thần trượng lên anh một tiếng hắn tê kiến mộc thần trượng lên quét tên một trượng lập tức hàng nghìn hàng vạn dãy núi đều vỡ nát sau đó hắn lại cầm thanh trượng trường khách thanh hà trông như một chiếc ô màu xanh đẩy ra những đạo cấm chế trận vần không hoàn chỉnh dễ dàng đi ra khỏi hậu hoa viên này kỳ thật phá cấm cũng không rắc rối lắm Diệp Húc tay cầm ô, mỉm cười nói. Tay ta đã đủ thu đủ cường, nhạc vụ, ngài thấy sao? Cấm chế và yêu chủ bày ra tuy có uy năng mạnh, nhưng không đến mức có thể giết chết được thánh chủ. Nếu không, hắn ta đã sớm vô địch thiên hạ. Đã không có uy lực giết chết thánh chủ, thì Diệp Phúc có thể phá cấm. Phương thức phá cấm của hắn đương nhiên không phải là hiểu rõ cấu tạo hãm không đại cấm, mà là dùng bạo lực phá cấm, lấy thủ đoạn cuồng bạo, đánh cho mảnh cấm chế này nổ tanh bành. Lúc này yêu chủ đi chưa xa, nghe thấy thế, sắc mặt tối sầm lại. Hắn biết không ổn nên vội quay đầu nhìn, đã thấy hậu hoa viên của thiền điều cùng kia đã thành một đống hỗn độn. Hậu hoa viên mà hắn cực khổ gieo trồng đã bị một trượng của Diệp Húc phá sạch. Diệp Húc nhanh chóng đuổi theo hắn, cười mà nói, Thưa nhà phụ đại nhân, giờ con như con rể đã qua cửa rồi sao? Có phải con rể muốn cưới ai, là có thể cưới người đó không? Tiểu tử thối, yêu chủ khẽn lắc đầu nhìn hậu hoa viên hoang tàn kia mà cảm thấy đau lòng. Nhưng thực lực của Diệp Phúc cũng khiến cho hắn khiếp sợ, chỉ sợ chính mình cũng không thể giữ chân được hắn. Chỉ có dùng cấm bảo thì mới có thể lưu hắn lại sao? Nhưng tiểu tử này vừa nói, nếu hắn muốn đi thì trừ vu hoang ai cũng không thể giữ hắn lại. Chẳng lẽ thủ đoạn vừa rồi cũng không phải toàn bộ thực lực của hắn sao? Hắn thật muốn xem toàn bộ thực lực của Diệp Phúc là như thế nào. Nhưng lúc này, sức giả của tinh đế đã đến, hắn không rảnh rõ sức với một trận với Diệp Húc, vội cất bước trở về Hy Hoàng Điện ngay. Tiểu tử người tu vi đúng là không tệ, mau đi theo ta. Hắn phải phải tay áo đi trước một bước. Diệp Húc theo hắn đi vào trong Hy Hoàng Điện, chỉ thấy hai vị nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung đã chờ ở trong điện rồi, có các vị trùm sò Thiên Điều Cung đón tiếp. Yêu chủ sư huynh, tinh đế phái hai người chúng ta đến là để đặc biệt mời yêu chủ đi gặp mặt cùng thương thảo kế sách đối phó với con cháu đế gốc thần vương đấy. Đặng Lâm đưa thiệp mời lên, cười mà nói, đại hội lần này chính là chuyện quan trọng chưa từng có trong thế giới vũ hoàng ta. Tất cả các thánh địa đều tham gia, mong rằng lúc đó yêu chủ cũng nể mặt mà đến. Yêu chủ nhận lấy thiệp mời, tùy tiện liếc qua một chút, không tỏ ý kiến, mà nhìn về phía Diệp Húc cười mà nói, người thấy như thế nào? Đương nhiên là phải đi rồi. Diệp Húc cười nói, nếu không đi thì chẳng phải là bị cô lập ở bên ngoài, khiến cho tình đế thuận lợi trở thành binh chủ sao? Tình đế mưu đồ quá lớn. Nếu y trở thành binh chủ thì có khi còn nguy hại hơn cả con đối dòng của đế quốc thần vương. Sao có thể để người như thế trở thành minh chủ được? Vị huynh đại này là ai? Trong mắt của Đinh Dần hiện lên bộ đạo sát khí. Hắn nhìn thẳng Diệp Húc, nhỏ nhẹ hỏi. Diệp Húc theo lễ nghĩa thì lễ với hai người. Cười mà nói, tại hạ họ Diệp, tên Húc, tự là thiếu bảo kính chào Đình Huỳnh đặng huynh diệp húc diệp thiếu bảo ư đặng lâm và đinh dần gần ra sát khí hiện ra trong mắt đinh dần cười lạnh với một bộ mặt thâm trầm hóa ra ngươi chính là diệp thiếu bảo à rất tốt người liên tục giết chết đệ tử chu thiên tinh cùng ta ngay cả thiếu chủ thạch tinh vân cũng bị người đánh nát ngọc lâu lại ở biển oan hồn gài bẫy hơn mười vị cao thủ tinh cùng ta đặng lâm tiến lên phía trước một bước thản nhiên nói đi mon gót sát tim chẳng thấy đến tay lại chẳng tốn thời gian. Yêu chủ, kẻ này có mối thù sâu nặng với chu thiền tinh cung chúng ta. Từ trên xuống dưới tinh cung đều muốn ăn gan uống máu kẻ này. Kinh xin yêu chủ bán mặt mũi cho tinh cung ta, để hai người bọn ta diệt trừ tên sâu mọt cho thế giới vũ hoang. Đinh dần đăng trăng sát khí cất tiếng nói. Yêu chủ nên biết thực lực của chu thiền tinh cung ta, mà tinh đế lại là đệ nhất nhân thế giới vũ hoàng này. Lần này tinh đế xuất quan đã vô cùng gần cảnh giới vũ hoàng dù là ứng tông nào cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Kính xin yêu chủ, hãy để cho hai người chúng ta diệt trừ nghiệp trước này đi. Toàn thể tình cùng ta rất cảm kích. Lời gã vừa nói ra, không thể nghi ngờ là lấy chu thiên tình cùng ra đe dọa thiên điều cung. Đám lão yêu quái thiên điều cung kia, trước giờ luôn kiêu ngạo bất tuân, có trời bằng vung, nghe thấy vậy ai đấy cũng đều giận dữ. Một gã lão yêu quái có cái trán nổi lên cao cao, cười ha ha một tiếng, nghe thật dữ tận rồi nói khốn kiếp. Người có biết Diệp Thiếu Bảo là ai không? Hắn chính là con rể thiên yêu cung ta. Ngay cả trang rể của thiên yêu cung mà người cũng muốn giết, người chán sống hay sao? Chủ thiền tình cung thì sao chứ? Tinh đế thì thế nào? Chọc giận chúng ta, chúng ta sẽ đánh đến tình cung diệt cả nhà ngươi. Muốn giết cô giá của yêu cung ta thì hãy bước qua sắc tàn đã Sắc mặt Đặng Lâm và Đinh Dần biến đổi. Đặng Lâm cười lạnh nói, yêu chỗ, chẳng lẽ thiên yêu cung muốn đối nghịch với tình cung ta sao? mong yêu chủ hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Yêu chủ cười ha ha, liếc Diệp Húc một cái rồi nhàn nhạt, nhạt nói. Hai vị cứ ra tay đi, cứ việc giáo huấn tên tiểu tử này một chút. Ngay cả ta nhìn hắn cũng thấy không thuận mắt, đã sớm muốn đánh cho hắn một trận rồi. Hắn cười như không cười, trong lòng có phần đắc ý. Hắn vẫn rất muốn biết thực lực chân chính của Diệp Húc, nhưng lại không rảnh ra tay, cũng sợ làm hỏng đi hỏa khí giữa cha vợ và con rể Lúc này mượn tay của hai người Đặng Lâm và Đinh Dần kia cũng có thể khiến cho hắn nhìn ra được thực lực trần chính của Diệp Húc. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Đặng Lâm và Đinh Dần đều là nhân hoàng, là cương giả đã tu luyện tới trung kỳ, đặt ở thế giới vô hoang này cũng là cao thủ ở cấp bậc hiếm thấy. Lấy thực lực và thủ đoạn của hai người bọn họ thì tất là có thể làm cho tên tiểu tử kia mang hết vốn liếng ra chống cự. Ánh mắt của hắn chớp động thầm nghĩ, nhưng hai tên Đặng Lâm và Đinh Dần này muốn giết con rể của ta cũng đã không có khả năng. Có ta ở đây, cho dù tinh đế có tự bình đến, muốn giết người trước mặt của ta cũng phải suy nghĩ chỗ kỹ. Cùng lắm thì lúc đó bắt hai tên này lại để cho tên tiểu tử kia rút giận là được. Đã tạ yêu chủ đã thành toàn. Đặng Lâm nhìn về phía Diệp Húc, bộ mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nói. Diệp Thiếu Bảo, người liên tục bắt nạt những đệ tử có tu vị yếu kém trong tình cung ta. Giờ đặng bỗ cũng bắt nạt lại ngươi, cho người biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vô! Đại chủ thiền tình đấu trận đồ của gã bay tới, âm âm tiến vào trong cơ thể. Pháp lực của 365 tồn thiền địa pháp tướng tuôn vào trong cơ thể, khiến cho khí thế của gã tăng vọt, khủng bố đến cực điểm, cho mọi người ở trong hì hoàng điện một cảm giác bất bình. Đây là hơi thở của bá chủ nhân hoàng trung kỳ, cuồng bạo bá đạo, bóp méo hư không, chỉ hơi thở thôi đã có thể khiến chỗ hư không sụp đổ, bắt nạt ta ư? Diệp Húc lộ ra vẻ kinh ngạc, cũng chẳng hề để ý đến khí thế của đặng lâm Hắn thật thành cười nói, rất nhiều người tự nhận là có thể bắt nạt được ta đều bị ta giết chết. Hắn một mình đứng ở đó, nhàn nhạt, nhạt nói, lần trước Diệp Mỗ ra tay giết thái thượng trưởng lão, đồng Hoàng phủ tung của Thái Dương thần cung, lão ta đã bị ta luyện hóa thành tro. Trước đó, ta đại chiến một trận với đại tướng Quỳ Thiên Thư thuộc hạ của con đối dòng của Đế Khốc Thần Vương, đánh cho Quỳ Thiên Thư bị thua phải rút đi, vứt bỏ cả nửa cái mạng. Mà trước Quỳ Thiên Thư, ta lại tiêu diệt đại gia chủ Đông Hoàng Thế Gia, Đông Hoàng Việt từ trong tay của Y giành được một món cấm bảo bán thành phẩm. Diệp Hùng thản nhiên nói: Đại khái là do con đối dòng của Đế Khốc Thần Vương và Đông Hoàng gia kia không muốn tuyển dường chiến tích cho ta nên người ngoài mới không biết mà thôi. Hắn tiến lên một bước, mỉm cười nói, nặng lâm đinh dần, giờ các người còn dám nói muốn bắt nạt ta không? Chuyện mà hắn nói ra, ngay cả yêu chủ cũng chưa từng nghe nói đến, không biết nguyên nhân vì sao, nhưng yêu chủ biết, Diệp Húc hoàn toàn không có nói dối, vì quả thần không lâu trước, có tin chuyển đến, gia chủ Đông Hoàng thế gian đã chết, không ngờ chính là Diệp Húc hạ thủ. Hai vị, đổi lại là ta bắt nạt hai người, có khi còn đúng hơn đấy chứ đặng lâm và đinh dần cả kinh trọng lòng. những người mà diệp phúc nói đều là nhân hoàng đỉnh phong, thậm chí có hai vị còn là cường giả cấp thánh chủ. đông hoàng thế gia tuy sinh sống ở lương phường đại lục vùng hải ngoại xa xôi, nhưng thực lực mạnh và bối cảnh cũng thâm hậu. đông hoàng việt thân là gia chủ lại nắm giữ hai món cấm bảo là hạo thiên kính và hạo thiên chuông, thực lực cực kỳ hùng mạnh. thay thượng trưởng lão Thái dương thần cung đông hoàng phủ tung kia không phải là thánh chủ, nhưng cũng là nhân hoàng đỉnh phong nếu người này mà nắm cấm bảo trong tay thì cũng là một nhân vật cấp thánh chủ. Tuy nhiên, quỷ thiền thư chính là cường giả thiên giới nổi bật trong thời gian gần đây. Y dẫn dắt đám yêu mà thiên giới đi chinh phạt khắp nơi, chinh phục hết tất cả các môn phái chính yêu lớn nhỏ. Ngay cả vài thánh địa ngoài hải ngoại cũng bị y đánh bại, phải đồng nhập vào con đối dòng của đế khốc thần vương. Người này có sức chiến đấu rất mạnh, tu luyện cấm pháp cấp thánh hoàng của thiên giới lại nắm trong tay một món cấm bảo bán thành phẩm là tam thánh điện. Ở trong đó, các thánh chủ thì thực lực của y không hề kém. Không chỉ như vậy, hai tên tinh dần cùng đặng lâm nghe nói đông hoàng Việt thân từ đạo tiêu. Đông hoàng thế gia ở thang cốc kia ra lệnh bắt buộc tất cả các quốc gia trên đại lục lương phường phải phát tăng, lại thêm cường giả thiên giới quỳ thiền thư trước đó không lâu đi chinh phạt khắp nơi mà nửa năm gần đây lại rất im ắng, không chút động tĩnh chỉ có đông hoàng phủ tung kia bởi vì luôn ở trong thái dương thần cung không ra ngoài bao giờ nên không ai hay tin về lão nhưng diệp phúc nói hắn đem ba người này đánh một trọng thương giết chết hai khiến cho bọn họ không thể nào tin tưởng nổi không chỉ hai người bọn họ không tin ngay cả đám lão yêu quái thiền điều cùng kia cũng không tin ba người mà diệp phúc nói tới kia đều là nhân hoàng đỉnh phong thậm chí còn có hai vị thánh chủ chỉ có bá chủ cùng cấp thánh chủ thì mới có thể giao thủ cùng ba người này. Mà nếu muốn đánh trọng thương hoặc giết chết ba người bọn họ, không có thần thông thông thiên triệt địa thì không thể nào làm được. Tuy nhiên giữa các thánh chủ cũng có tranh lệch thực lực cực lớn, nhưng có thể đánh chết ba người này thì tất là kẻ tài giỏi. Mà Diệp Phúc là ai? Từ mấy năm gần đây, Diệp Phúc khá là nổi bật, nhiều lần sát phạt chiến đấu với những chiến tích kinh người. Nhưng những trận chiến đã được lưu truyền gần đây của Diệp Phúc Ngoài trông thoát khỏi nhân hoàng của Đại Tần là Đại Tướng Quốc Lã Xuân Thu, chính là ở trong tay Thang Hoàng Lăng với chỉ một chiêu, giết chết cường giả Hạ Gia Tam Bất Diệt Cảnh Đỉnh Phong, trốn thoát khỏi tay Thánh Chủ Hạ Gia. Còn một chuyện khác, chính là chạy thoát từ tay quốc chủ Đại Đường Lý Long xương Ngoài những chuyện đó ra thì chưa có chiến tích nào khác. Bởi vậy Diệp Húc nói, chính hắn giết Đồng Hoàng Việt và Đông Hoàng Phủ Tung để đánh trọng thường quy thiên thư, khiến cho người ta rất khó tin phục. Diệp Thiếu Bảo, người khoác lắc tới tận trời rồi đấy. Đặng Lâm cười ha hả, từng tiếng chấn cho đám cao thủ thiền điều cùng, đầu váng mắt hoa. Gã làm bá chủ nhân hoàng trung kỳ, tiếng cười của gã có thể chấn vỡ núi sông, thậm chí một tiếng rống to có thể đánh cho lão quái vật tam bất diệt cảnh đã tu thành thiên địa pháp tướng bất diệt sập nát. Đừng có tiếp vàng lên mặt của mình nữa. Đông Hoàng Việt kia tuổi tác đã cao, thọ nguyên hào hết, mà Đông Hoàng Phủ Tung tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa, chắc cũng là nguyên nhân này. Gã cười lạnh mà nói, về phần tên ba đầu, thiên giới quỷ thiên thư kia, chẳng phải là nghe tin tình, tình đế chủ thiên tình cùng ta xuất quan tạo lập liên minh, sợ quá nên co đầu rụt cổ vào sao? Đúng như vậy, một tên tiểu bối phù sành như người, y vào kỳ ngộ, còn cho là mình có thể khoác lác chuyện giết hại thánh chủ sao? Đinh dần cười lạnh nói, ta chỉ cần hát hơn một phát là có thể hắt chết người rồi. Bắt nạt chúng ta ư, ừ ta lại muốn xem xem người bắt hạt ba vị bá chủ như chúng ta như thế nào đây hai người này đồng thời thét to khiến cho núi lở sông nứt trời sụp đất nứt rất nhiều đại yêu thiện yêu cung đều biến sắc mặt hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ cùng quát to chỉ sợ có thể sẽ đem đám đầu sỏ của thiện yêu cung này chấn chết hơn một nửa yêu chủ kẽ hử một tiếng chỉ thấy trận vân trong hì hoàng điện di động liên kết tạo thành một đám cấm bảo bảo vệ mọi người tránh cho bọn họ bị tiếng quát của đinh dần và nặng lầm tấn công nhưng hắn cũng muốn biết bản lĩnh chân chính của diệp húc nên đám cấm chế đó chỉ không bao phủ một mình diệp húc hai tiếng thét lớn này chủ yếu công kích diệp húc khiến cho hư không xung quanh diệp húc rầm rầm vỡ nát hóa thành hư vô hỗn độn cho dù là một vị nhân hoàng sơ kỳ đứng ở đây cũng sẽ bị tiếng quát của hai người chấn cho thương tích đầy mình diệp húc đứng ở trong một mảnh hỗn độn mà không hề nhúc nhích gì ngay cả vạt áo cũng không hề bay lên. Tiếng hét của hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ kia dường như là không tấn công được đến hắn thì đã tiêu tàn đi mất. Chủ thiền tình đấu. Đặng đồng kia toàn thân chấn động, vô số tinh quang trào ra, hóa thành chu thiên tình đấu, trông như một vũ trụ tinh không nho nhỏ bay quanh diệp húc. Toàn đại chu thiên tinh đấu đại trận này hình như không lớn, chỉ tầm hơn 10 dặm. Nhưng nếu nhìn kỹ thì mới thấy là không gian của nó vô cùng vô tận trên mỗi một ngôi sao lớn nếu có một vị chủ thiền tình quân ngồi trong đó. Khi thế thâm hậu đến cực điểm, đằng xa tinh quân, thiền làng tình quân, bắc đầu tinh quân, nam đầu tinh quân, tử vi đế quân, đủ mọi chủng loại. Có tất cả 365 vị. 365 vị tinh quân này đồng loạt ra tay nghiền ép không gian định luyện hóa diệp húc. Ngân hà trụ quang. Đinh dần quát lên một tiếng. Một ngân hà phóng lên cao rơi vào trong chủ thiền tình đấu đại trận của Đặng Lâm, hóa thành ngân hà ầm ầm xoay tròn. Đại chủ tiền tình đấu đại trận và ngân hà trụ quang đại trận của chủ thiền tình cùng kia, một nắm giữ không gian, một nắm giữ thời gian. Uy năng của tình đấu đại trận vô cùng, mà trụ quang đại trận lại càng thêm thần diệu. Một tia hạt tinh xa đại diện cho một giây thời gian. Hàng tỷ vạn tinh xa lưu chuyển, thời gian lưu động, chỉ trong chớp mắt là ngàn năm trôi qua, có thể dễ dàng tiêu hao hết thọ nguyên của một gã nhân hoàng khiến châu cát chết ra ở bên trong đại trận. Đinh Dần và Đặng Lâm dù là bá chủ nhân hoàng kỳ nhưng luyện chế ra hai đại trận này cần số tài liệu nhiều không thể tưởng tượng ra được, thậm chí phải đi vào trong vũ trụ tinh không để tìm tinh hạch. Bởi vậy hai người vẫn chưa có luyện thành đại trận cấp nhân hoàng chi bảo mà đều tự luyện trong một bộ. Hai tòa đại trận này uy năng mỗi một tòa đều vô cùng mạnh mẽ, hợp lại làm một chính là vũ trụ, uy lực lại càng thêm mạnh gần như là trận pháp đệ nhất thiên hạ. Hai người bọn họ không ra tay thì thôi, nếu ra tay thì thế công hùng mạnh nhất, không cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Hiển nhiên bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, là những nhân vật kiêu hùng đã trải qua hàng năm sát phạt. Hai lão già này thật quá đáng, lại dám ra tay bắt nạt cô ra. Một lão yêu quái thiên điều cùng giận đến tím mặt, người này có hơi thở cực kỳ hùng hậu, đúng là một lão quái vật đã tù luyện đến cảnh giới nhân hoàng Hắn là thái thượng trưởng lão của thiên yêu cung. Lúc này, lão đang thổi râu trừng mắt, định lập tức ra tay cứu viện. Diệp Phúc đột nhiên nhấc chân dẫm mạnh một cái. Chu tiên tinh đấu và trụ quang đại trận lập tức ngừng vận chuyển. 365 vị chu tiên tinh quân âm âm bị phá nát. Trụ quang đại trận trực tiếp bị bột cước của hắn dẫm cho nát bét. Sắc mặt của hai tên Đặng Lâm và Đinh Dần kia lập tức tái nhợt đi. Một ngụm máu tươi xông lên cổ họng hai bộ đại trận cấp nhân hoàng chi bảo này lại bị bọn họ cực khổ luyện chế ra. sợ Diệp Húc để dùng bột cước đá vỡ chúng đó, động đến tâm thần của bọn họ, khiến cho hai người lập tức bị thương không có nhẹ. Mau lui! Sau mặt của hai tên này kịch biến, vội rút ra khỏi hy hoàng điện. Ta nói phải bắt nạt các ngươi, giờ còn chưa bắt nạt được, các ngươi sao có thể trốn khỏi tay ta? Âm! Diệp Húc vùng ra một đạo diệt tuyệt ấn, khủng bố như thần vương diệt thế, thân thể hai người kia lập tức không chịu nổi âm âm đổ tung hóa thành những đám xương máu thiên địa pháp tướng của bọn họ cũng bị thương nặng bị một trường của diệp húc đập vụn hai vị bá chủ nhân hoàng kỳ lại không thể chịu được một trường của diệp húc trần đình bất diệt của bọn họ lập tức trốn vào hư không khôi phục thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng nhưng còn chưa kịp phục hồi thì diệp húc lại hạ một trường xuống trường này cũng không phải loại ấn pháp bá đạo như chư thiên thần vương công đức ấn kia mà là một thức ấn pháp kỳ lạ, giống như là chư thiên lục đạo, luân hồi không ngừng. Lục đạo luân hồi bảo ấn. Thân thể bọn họ khôi phục lại, thì lại hoảng sợ phát hiện hình thái thân thể của mình đã thay đổi, không còn là nhân loại nữa, mà là hai con kiến lớn. Hai con kiến còn dài hơn cả người. Trong thật điện Diêm Ma Ma Hoàng Đại Điện, có ghi lại lục đạo luân hồi ấn pháp của truyền luân vương thần điện. Ấn pháp này có thể biến người thành súc sinh, uy năng khác kỳ quái. Diệp Phúc dùng nhập thập điện Diêm La Ma Hoàng Đại Điện Và trong bản vương khai thiên kinh, nên đồng thời cũng học được môn ấn pháp ấy. Sau khi hắn có được luân hồi kinh, nên đính ngộ với môn cấm pháp này còn hơn là vị vu hoàng ma tộc đã khai sáng ra nó. Một đạo lục đạo luân hồi ấn đã có thể biến hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ thành con kiến hôi. Diệp Phúc bước ra khỏi tòa đại trận kia, khẽ búng tay một cái, hai tiếng lốp bốp vang lên hai con kiến kia bị hắn búng tay làm cho đổ tung đặng lâm và đinh dần lại khôi phục lại thân thể sắc mặt sợ hãi đường đương là bá chủ nhân hoàng trung kỳ ngay tới bản sự đánh đà thương diệp húc cũng không có đâu điều. điều khiến cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng chính là bọn họ liên tục bị diệp húc đánh nát thân thể hai lần tu vi tổn hao đi nhiều nếu diệp húc muốn giết bọn họ thì quả thật rất dễ dàng giữa các nhân hoàng cũng có tranh lệch rất lớn dường như một cái lạch rộng lớn vậy. Nếu như thánh chủ ra tay với bọn họ, thì bọn họ cũng khó có thể chống cự. Nhưng Diệp Húc chẳng qua chỉ là đại vu thần thể bất diệt. Vậy mà, lại khiến cho bọn họ không thể chống trả, khiến cho người ta phải kinh sợ. Dừng tay, người dám giết chúng ta, chẳng lẽ không sợ tình đế trả thù sao? Đinh dần vội vàng kêu lên, tình đế. Diệp Húc vốn định dừng tay, cũng không hề có ý định lấy mạng của hai tên này. Nghe thấy như vậy, liền nhíu nhướng mi rồi giơ tay vỗ thật mạnh thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng của hai người kia lại nổ tung ta vốn cũng định dừng tay rồi nhưng các ngươi lại dùng tinh đế mà dọa ta vậy thì đừng trách ta lại ra tay trừng phạt ngươi một lần diệp bốc chờ hai người này khôi phục lại thân thể hắn mỉm cười mà nói nếu nơi các ngươi mà còn dám nói với ta như vậy nữa thì bời tên cũng chết nhưng đây là thiên yêu cung các người dù sao cũng là khách quý của nhạc phụ ta muốn sống thì ngoan ngoãn cầm miệng lại, cụp đuôi và cút đi. Đặng Lâm và Đinh Dần vừa giận, buộc lòng nén giận. Hai người nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận và Ngân Hà trụ quang đại trận. Đặng Lâm đột nhiên nói, hai toàn đại trận này là của ta. Ánh mắt của Diệp Húc bén lướt qua gã. Sau đó hắn nói, Diệp Bộ ra tay cũng không thất bại. Nếu không giết các người thì dù sao cũng không lấy chiến lợi phẩm chứ hả? Còn không mau cút đi đi hai người này hận đến nghiến rằng nghiến lợi giận lắm nhưng không dám nói gì chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi thiền yêu cung, vô cùng chật vật chạy về chủ thiền tình cung nhạc phụ vừa rồi tiểu tế dùng bột trưởng đánh nát hai người kia cánh tay có đủ tráng kiện không ạ à? diệp phúc thu hồi hai tòa đại trận như cười như không cắt tiếng nói trên mặt của yêu chủ hiện lên vẻ xanh ngắt hùng hằng liếc hắn một cái trầm ngâm một lát rồi gọi một gã đệ tử thiền yêu cung đến rồi nói đi mời Yên Du tới đây. chư phượng Yên Du đi vào hy hoàng điện. Yêu chủ lấy ra hà đồ rồi trịnh trọng giao cho nàng ta, hạ giọng nói. Tương lai khi ta nhượng vị, con chính là chủ của yêu cung, quản lý thiền yêu cung này. Từ lúc Diệp Húc ra tay đùa bỡn hai vị nhân hoàng là Đặng Lâm và Đinh Sần kia, yêu chủ đã ý thức được thực lực của Diệp Húc hoàn toàn có thể khiêu chiến được thánh chủ. Thực lực của hắn thì cho dù là nhân hoàng đỉnh phong cũng chẳng thể làm gì được hắn. Thánh chủ bình thường thì hắn cũng có thể chống lại một phần. Mặc dù thánh chủ có tu vi yêu chủ kia, Diệp Húc không địch lại được thì vẫn có thể toàn thân trở ra. Thực lực tiểu tử này không ngờ đã phát triển đến tình trạng này. Chỉ sợ khi hắn thành nhân hoàng rồi, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn nữa. Vẻ mặt của hắn có phần hoảng hốt, thầm nghĩ. Thực lực của Diệp Húc sở dĩ tăng trưởng nhanh như thế, chủ yếu là giải quyết được khiếm khuyết lớn nhất của bản phương khai thiên kinh lĩnh ngộ sự ảo diệu của cảnh giới vu hoàng thánh hoàng kia. Sau một nửa năm, tu vi của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, lại đạt tới thân thể bất diệt, tu luyện tới cảnh giới bát phẩm. So với khi giao thủ với đồng hoàng phủ tung, còn hùng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Trước đây, thực lực của hắn tuy cao hơn hai vị bá chủ nhân hoàng trung kỳ, đặng lâm và đinh dần kia, nhưng cũng không cao hơn nhiều. Quyết đấu với bọn họ, tuy có thể thắng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng như thế thậm chí nhất định phải dùng đến bảo vật như kiến mộc thần trượng kia. Nhưng hiện giờ tu vi thực lực của hắn tăng hơn trước mấy lần. Đỉnh ngộ luân hồi kinh và hoàn thiện bản vương khai thiên kinh đã khiến cho hắn có thể lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đoạt thiên địa tạo hóa. Một bàn tay cũng đủ để đánh bại đặng lâm và đinh dần, đầu địch được hắn. Phượng Yên Nhu nhận lấy hà đồ, ngỡ ngàng không hiểu vì sao. Thiên điều cùng ta và hoàng tuyển ma tông kết minh hai đại thánh địa đều ủng hộ. Sau khi ứng tông đạo sư huynh trở thành vu hoàng, ta cũng phải trùng kích cảnh giới ấy. Bất kể ta có trở thành vu hoàng, vu tộc hay là không, thì tương lai thiên điều cung đều là của con. Yêu chủ nói lời thấm thía. Phượng Nhi, khi đến hoàng tuyển ma tông rồi, con cần phải nhớ kỹ, con là yêu chủ tương lai của thiên điều cung ta. Thiên điều cung ta còn cần tới con quản lý đấy. Phượng Yên Nhu bị tin vui đột nhiên tới này, nện cho choáng váng, không biết nói gì mới tốt. Yêu chủ nét mặt nhìn nhìn, thở dài một tiếng, biết lời ông vừa nói chỉ sợ con gái mình vốn không nghe lọt một câu nào mà đã xa vào trong hạnh phúc của mình rồi. Nhưng ông cũng tự đắc, thầm nhủ. Ta đem hà đồ làm sinh lễ giao cho Phượng Nhi. Lần này sẽ không có người nói ta kéo kiệt chứ. Đồng thời ta cũng lập con bé làm cung chủ đời tiếp theo. Như vậy thì hà đồ cũng sẽ không ra khỏi thiên điều cùng ta. Vẫn là bảo vật trấn giáo của thiên yêu cung. Đúng là vẹn cả đôi đường dù sao cấm bảo với một thánh địa mà nói thì quá quan trọng dù là nhân vật như yêu chủ cũng phải động ít tâm tư kết quả vẹn cả đôi đường này khiến diệp húc cũng cực kỳ vừa lòng tuy hắn biết yêu chủ tính toán nhỏ nhặt không chịu chân chính đưa tặng hà đồ ra nhưng dù sao yêu chủ cũng lùi đến bước này không cưỡng ép đưa ra khổng tước cho hắn hơn nữa lần này hắn tới thiên yêu cung không phải là vì cấm bảo là vì con gái của yêu chủ cơ tình đế kẻ này dạ tâm bừng bừng, muốn thống nhất thiên hạ, trở thành kẻ đứng đầu vu hoang. Chỉ cần tạo thành liên minh thì y vượt qua vu hoàng trần kiếp sẽ dễ dàng lắm. Không có thánh địa nào dám to gan công kích y khi y thành vu hoàng. Bởi vì y thành vu hoàng đã là chuyện chắc chắn. Với tính tình của hắn, nếu trở thành vu hoàng rồi, tân sẽ thống nhất các đại thánh địa, trở thành chủ nhân thiên hạ này. Yêu chủ nhìn xung quanh, thấy các đại cự đầu thiên điêu cung đều đã ở đây bèn trầm giọng nói các đại thánh địa có không ít thánh chủ định đầu nhập vào dưới trướng tinh đế dùng thế lực của tinh đế để chống cự lại con trai đế gốc thần vương bởi vậy lần này tinh đế tạo thành liên minh chính mà yêu tam đạo vẫn rất có khả năng thành công đại hội tinh cung lần này ta phải đi xem cho dù thế nào cũng không thể để cho tinh đế thực hiện được các lão quay vật của thiên điều cung kia ai nấy đều sắc mặt ngưng trọng lắm tinh đế chính là kỳ tài có tư chất đệ nhất thế giới vu hoang, không ai có thể vượt qua y. Nằm đó ứng tông đạo, hoành hành thiên hạ, khiến nhiều cao thủ vô kế khả thi, chỉ có tinh thế mới có thể chống lại ứng tông đạo. Ứng tông đạo xông nhập nơi hung hiểm thiên phần kia, tinh đế vào nhiều cao thủ khác cũng xông vào, kết quả chỉ có hai người bọn họ sống sót đi ra ngoài. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Tư chất của y, thậm chí cả ma hoàng cũng tán thưởng có thừa, cho rằng tư chất của hắn là đệ nhất thiên hạ. Diệp phúc cảm thấy khá tò mò về vị tinh tế này, có thể khiến cho ma hoàng bậc hùng kiệt kia nhận định là người có tư chất đệ nhất thì chắc chắn có chỗ xuất sắc. Tinh tế có thể đối kháng với ứng tông đạo nhiều năm như vậy, hẳn là không phải hư danh. Nhân vật như vậy, thiên hạ hiếm có, cho nên Diệp Húc cũng muốn đi gặp nhân vật kiêu hùng này một lần. lùng ta không ở đây, sẽ để lại một đạo nhân hoàng phân thân nhập chủ thiên yêu cung trấn thủ nơi đây nếu kẻ thù đến xâm lấn ta sẽ lập tức quay về yêu chủ cẩn thận dặn dò một hồi dù sao lúc này thiên hạ đã đại loạn dù là các thánh địa lớn cũng phải chú ý cẩn thận tránh cho kẻ thù đến xâm nhập rẻ hiền của ta còn cũng đi theo ta đi chủ thiên tinh cung một chuyến gặp các thánh chủ trong thiên hạ một lần diệp húc lộ ra vẻ cảnh giác dò dự nói tiểu tế vừa mới đính hôn xong nên cần vị hôn thê liên lạc tình cảm, sao có thể bỏ thê tử chưa xuất giá chạy khắp mọi nơi được chứ? Hắn vừa mới dạy dỗ đinh dần, đặng lâm xong, rồi lại tới chu thiên tinh cung. Có thể thấy, nếu hắn xuất hiện ở chu thiên tinh cung, thì sẽ là một trận sóng to gió lớn, sạt khi bốn phía. Người của chu thiên tinh cung chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Bởi vậy, tiệp phúc cũng không tính hộ tống yêu chủ đi đến đời đó. Tâm tự yêu chủ kia, hắn biết rất rõ lần này cha vợ hắn đi chu thiên tình cùng làm mưu đồ gây rối tính toán làm hỏng chuyện tốt của tinh đế khiến cho tinh đế không thể thống nhất các thánh địa thế giới vũ hoàng này thành một liên minh được mục đích hắn mang theo diệp húc đi cũng rất rõ ràng chính là để diệp húc cái đình trong mắt chu thiên tình cung này xuất hiện ở đó xảy ra xung đột với chu thiên tình cung, rồi phá hỏng kế hoạch thống nhất các đại thánh địa của tinh đế loại chuyện không có lợi này mà thân gặp hiểm cảnh sao Diệp Húc có thể dễ dàng tham gia? Phượng Nhi, con khuyên phụ quân của con đi, cha già rồi, lần đã đi chu thiên tinh cung, nguy hiểm trùng trùng, thậm chí con có thể xung đột trực tiếp với tình đế, cần có con rể tới hộ giá đấy. Tinh quang lóe lên trong mắt của yêu chủ, hắn ho khăn một tiếng, cười nói với Phượng Yên Du. Phượng Yên Du chớp chớp mắt, nàng trước giờ vốn khá đơn thuần, nhưng ở cùng Diệp Húc khá lâu, nên cũng nhiễm sự rào hoạt của Diệp Húc Hiện nhiên hiểu được ý của yêu chủ là gì. Nàng vê vê miệng cười mà nói. Thân là cô gia của yêu cung, đi hộ giá là chuyện phải làm. Nhưng phụ thân tài học thiền nhân, còn nghĩ chắc tình đế cũng không thể làm gì được người. Nếu Diệp sư huynh đến hộ giá, thì không thể hiển hết được thần uy của phụ thân. Ngược lại cũng không tốt. Con gái cùng sư huynh ở đại thiên yêu cung, chờ tin tốt của phụ thân vậy. Yêu chủ nghe thế suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Ông ta tức quá mà cười, cả giận nói. Phượng Nhi, con có đau lòng hay không thế? Con không có đau, không có đau mà. Phượng Nghiền Dù vô cùng nhu thuận, mỉm cười trả lời. Trong hi hoàng điện, đám lão quái vật thiên điêu cung nghe hai cha con nàng đối thoại như thế, không hiểu gì cả. Già Lam Minh Tôn gãi gãi đầu, kẽ hỏi Hao Thiên Khuyển. Từ cậu, từ cậu, vì sao yêu chủ phải hỏi chủ mẫu tương lai là có bị ốm hay không? Còn phá cậu kia, con bù mờ hơn cả lão, lắc đầu như trống bỏi. Hay cho cái từ không đau, Yêu chủ cười lạnh một tiếng cả giận. Ngươi còn chưa xuất giá, đã quăng trà giả cả vạn dặm Chỉ biết đau lòng cho sư huynh của ngươi, quỷ trò chỉ ra ngoài mà còn không đau sao? Ông nói tới đây, mọi người mới hiểu ra được ý tứ của hai cha con người này, không khỏi khâm phục đầu óc bọn họ. Yêu chủ nói không đầu không đuôi như thế, mà Phượng Yên Nhu cũng có thể hiểu được. Nhà đầu kia giờ chỉ biết hướng về phía sư huynh của nó, khiến cho cha già một mình đi mạo hiểm sống mái với bậc bá chủ như tình đế kia cánh tay chẳng những chĩa ra ngoài mà còn chĩa thật lợi hại chĩa có trình độ lần này hỏng mét rồi ta sao thiền yêu cùng trò nó chỉ sợ con bé này vì đấy lòng diệp sư huynh mà sẽ bán thiền yêu cùng của ta đi Sang mặt của yêu chủ âm tình bất định một trận đột nhiên bật cười thảm nghĩ con gái của ta đương nhiên phải đặc lập độc hành không có giống tầm thường được con bé này hình như là nhu thuận nhưng bưu trí không có ít không hổ là con gái của ta hắn có chút đắc ý lại giận tím mặt, hư lạnh nói. Phượng Nhi, cha sẽ không để cho sư huynh của con lấy thần phạm hiểm, con cứ yên tâm đi. Phượng Yên Nhu le lưỡi, thật cẩn thận nói. Nếu vậy thì con gái cùng đi với Diệp sư huynh. Cái con bé này, yêu chủ hoàn toàn không biết nói gì nữa. Phượng Yên Nhu ở cùng Diệp Húc như thế, thì hắn thật sự không thể thở ơ nhìn Diệp Húc gặp nạn. Chiều thức ấy có thể nói đã rút củi giữa đáy nồi, khiến cho hắn không thể đề phòng thêm. Diệp Húc cười mà nói, đi gặp tinh đế một lần cũng không sao, ta cũng muốn xem vị tinh đế đó có thể sánh ngang vai ứng sư huynh lâu như thế, rốt cuộc là nhân vật lợi hại như thế nào. Còn cái lớn không giữ được, vừa mới định hôn đã thành người ngoài rồi. Kiêu chủ buồn bã than một tiếng rồi rời khỏi thiên yêu cung. Diệp Húc và Phượng Yên Du nhìn nhau cười, cùng Già Lam Minh Tôn và Hào Thiên Khuyển rời khỏi yêu cung, sóng vai với yêu chủ bay ra đầm lầy vân mộng đi hướng chu Thiên tinh cung ở ngoài thế giới vu hoang kia. Yêu chỗ, các người đi chu thiền tình cung sao, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi. Đột nhiên có một giọng nói hùng hậu, vang dội truyền đến. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, thì thêm một cây phủ tang to lớn không gì sánh được, bị nhổ lên tận gốc, cảnh lễ đang bày múa. Cây này tuy bay giữa không trung, nhưng vì quá lớn, nên trên các cảnh cây, đám khoa phụ tộc vẫn sinh sống và tu luyện như trước thậm chí một số người còn say dưa ác chiến với nhau. Tộc Hoa Phụ tuy là vì tu luyện đại cản khôn vô độ cấm pháp, khiến cho thân thể cồng cành, không thể bay được. Nhưng lúc này, có món cấm bảo phụ tăng thần thủ kia, bọn họ cũng có thể điều khiển cấm bảo bay giữa không trung. Nhưng nếu bọn họ rời khỏi cây phụ tăng, thì sẽ giống như thiên thạch từ trên trời cao rời xuống, không ai có thể bay lên được. Ánh mắt của yêu chủ sáng ngời, cười mà nói, hóa ra là cảnh văn thánh chủ Cảnh Văn sư huynh, cả tộc huynh đi tới tình cung với trận thế lớn như vậy, chẳng lẽ là muốn chuyển đến ở chủ tiền tình cung sao? Một lão già khoa phụ mày dầu rậm rạp, phải dài đến hơn 10 trượng, đứng trên khoa phụ tăng, nhanh chóng đến gần, mặt mày hớn hở nói: Tinh đế cái lão tiểu tử kia mời khoa phụ tộc ta đến tham gia đại hội tình cung linh tinh kia gì đó, hơn phân lửa là không có ý tốt. Lão già này là thánh chủ của khoa phụ tộc, tên là khoa phụ Cảnh Văn tên nghe có vẻ nhỏ nhã, nhưng cách nói chuyện lại cực kỳ nóng cháy. Lão lớn giọng nói, chỉ có khoa phụ chết trận, chứ không có khoa phụ quỳ mà sống. Lão tử ta nghĩ, nếu y thật sự muốn tộc khoa phụ ta gia nhập tình cùng, trở thành thuộc hạ của y, lão tử sẽ mang theo toàn tộc nhân giết cả nhà của y, cùng y liều cá chết lưới rách. Nhưng cái thằng nhãi tình đế này thật là lợi hại, từ chất lại thiên hạ vô song, hơn phân nửa là lão tử không làm gì được y, nhưng đầm hai dao vô ngực của y vẫn có thể làm được diệp húc không nhịn nổi bật cười tổng khoa phụ quả nhiên vẫn đơn thuần như trước hắn cười nói cảnh văn thánh chủ xin hỏi tinh tế người này rốt cuộc là có gì lợi hại vì sao ai cũng đều nói tư chất của y là đệ nhất thiên hạ thế tinh đế có tư chất đệ nhất thiên hạ rất nhiều người đều nói như vậy thậm chí đều là những cường giả như yêu chủ hay khoa phụ cảnh văn điều này khiến diệp húc càng thêm tò mò có thể làm cho các thánh chủ đó tự thẹn không bằng. Tình đế tất có điểm đặc biệt. Phượng Yên Du cũng vô cùng hiếu kỳ, Nàng bên hỏi thánh chủ khoa phụ tộc. Cảnh văn bá phụ ơi, không phải nói thân thể ngũ hành là thể chất mạnh nhất sao? Tình đế từ chất đệ nhất thiên hạ, hay là ông ta có đường không chỉ một loại thân thể ngũ hành? Diệp Húc liên tục gật đầu. Theo hắn biết thì hiện nay, từ chất tốt nhất chính là thân thể ngũ hành. Trên thực tế thì thân thể ngũ hành cũng không phần cao thấp có cao thấp chỉ là do cố gắng nỗ lực của cá nhân mà thôi. Hắn gặp qua không ít thần thể ngũ hành, tính như Kiều Kiều chính là thân thể Thủy Đức Cộng Công, Hậu Nhân Vực chính là thân thể Tái Đức Hậu Thổ, Đồng Hoàng Mục là Hòa Đức Trúc Dung, thậm chí là tên Úc Khánh Sơn đã chết trong tay của hắn kia cũng là thân thể Mộc Đức Cú Mang. Nhưng người này tu vi có cao có thấp, nhưng tư chất đều là cao, đều là quần hùng có một không hai. Tình đế có thể được người ta gọi là tư chất mạnh nhất ngay cả thân thể ngũ hành đều bị y vượt qua khiến cho diệp húc không thể không thấy kinh ngạc khoa phụ cảnh văn liếc vượng yên nhu một cái cười ha ha nói cháu gái ngoan gọi thân thể ngũ hành chỉ là thể chất của nhân tộc thân thể ngũ hành mạnh nhất cũng chính là mạnh nhất trong phạm nhân thôi thế gian này những thể chất khác cũng không ít trong đó nhiều thể chất cũng không hề kém nhân tộc thậm chí ở trong dân tộc cũng có thể chất không hề yếu hơn thân thể ngũ hành lão giơ tay chỉ thấy phụ tăng thần thụ càng lúc càng nhỏ rồi rơi vào trong tay của lão ta tộc nhân khoa phụ trên thần thụ cũng bị cấm bảo thần kỳ này thu nhỏ hình thể vẫn sinh hoạt trên gốc thần thụ cực lớn ấy khoa phụ cảnh văn rất đắc ý cười mà nói tỷ như tộc khoa phụ ta trời sinh dũng mãnh huyết mạch truyền lưu vừa ra đời đã có thần lực kinh người từ chất vô song đây cũng là một loại thể chất vô song phượng yên dù lẻ lưỡi quả thật tộc khoa phụ vừa sinh ra đã có thần lực kinh người. Nhưng nếu nói đó là tư chất vô song, thì chính là cảnh văn thánh chủ đang khoác lác. Già La Minh Tôn ồm ồm nói, đúng như vậy, thân thể ngũ hành chỉ phân chia với nhân tộc. Thí dụ như thể chất của tứ đại hoàng tộc mà tộc ta đây vừa sinh ra đã đã có cửu đại luân hải, không hề thua kém thân thể ngũ hành chút nào. Nếu không, thì sao ma hoàng có thể trở thành vu hoàng được? Diệp Phúc nghe vậy, không nhịn được gật đầu liên tục. Yêu tộc cũng không có cái gọi là thân thể ngũ hành, nhưng lại có rất nhiều cao thủ. Trong lịch sử cũng xuất hiện không ít vu hoàng, thậm chí thanh đế khi sinh ra từ hồng bồng khí đã có thần minh, từ chất ông ta lại có một không hai trong thiên hạ. Thân thể ngũ hành dù có thúc ngựa đuổi theo cũng không có bằng. Trước đây, hắn cứ cho rằng thân thể ngũ hành là mạnh nhất, chỉ là nhận thức chủ quan trước đây. Thế gian này chỉ có loài người mới đạt được thiên đạo truyền thừa cho nên mới có phương thức phần chia thân thể ngũ hành kia. Nhưng với chủng tộc khác thì thân thể ngũ hành không được cho là mạnh nhất. Chẳng lẽ tinh đế cũng không phải là nhân loại sao? Diệp Phúc đột nhiên nghĩ tới chỗ bấu chốt này, nghi ngờ hỏi. Điều này thì ta không biết." khoa phụ cảnh văn gỡ gỡ mớ tóc rối bời, lắc lắc đầu. Yêu chủ mỉm cười nói, "Tinh đế đương nhiên là nhân loại, nhưng thể chất y cực kỳ đặc thù, chính là nhân hạ trụ quang thể, là thân thể trong truyền thuyết." Nghe nói khi tinh tế được sinh ra, trời giáng trụ quang đùa nhau nhập thể, ngưng tụ trong cơ thể của y một tòa trụ quang đại trận thiên nhiên, trường khống thời gian, thậm chí y chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể làm cho người ta giả đi. Đây là thần thể trời sinh nên còn hơn cả thân thể ngũ hành. Loại thể chất này nhất định là có thành tựu lớn, huyết mạch thần linh không phải là kém. Tình đế có được ngân hà trụ quang, tên nên mới được công nhận là có tư chất đệ nhất thế giới Vũ hoàng này đánh nhau với y quả thật là một loại tra tấn nếu không cũng chẳng biết sẽ chết như thế nào thân thể trời sinh sao diệp phúc ngẩn ra lại càng thêm khâm phục ứng tông đạo tinh đế là thân thể trời sinh mà ứng tông đạo còn có thể sánh vai với nhân vật bậc này Bật luận là tu vi hay thực lực đều chưa từng bị tinh đế bỏ ra tư chất của ứng tông đạo mà so với tinh đế thì chắc chắn thúc ngựa không kịp thậm chí còn kém xa thân thể ngũ hành tư chất của hắn ở trong các thánh chủ chỉ có thể coi là nhân vật bậc trung, nhưng lấy được thành tựu hiện giờ khiến cho người ta không thể không bội phục. Yêu chủ buồn bã nói, nghe nói hiền viên như nguyệt, tiểu cô đương hiền viên xa kia, khi sinh ra, đôi mắt không thể nào mở được, vô trì vô giác. Sau khi bị kỳ huynh vén mắt, lập tức thần quang chiếu rọi hư không u minh, thấu triệt đại địa, nhìn cả thế giới khác, đó chắc chắn cũng là một loại thần thể. Đáng tiếc là đôi mắt kia mở ra quá sớm, Khiến cho thân thể không thể dựng dục thành được diệp húc từng giao hữu với hiền viên như nguyệt Cô nhóc bướng bình này thích gây rắc rối khắp nơi còn từng cùng diệp húc và phượng yên nhu xông vào ân khư diệp húc còn dựa vào thần nhãn của cô bé để xem phá cấm chế sau lại mời phượng yên nhu phá cấm chẳng qua hắn không ngờ rằng hiền viên như nguyệt cũng là một loại thần thể trời sinh chuyện cho tới bây giờ hắn cũng đã hiểu được vì sao thân thể lại trở nên ở trên thân thể cũ hành Thân thể ngũ hành chủ yếu là nguyên thần nguyên thần bọn họ chính là mảnh vỡ tinh hồn cùng với nguyên thần của năm vị thiên đế thời thượng cổ vũ sĩ tù luyện tới tam tường cảnh công hiệu của nguyên thần sẽ bị thiên địa pháp tướng thay thế biến thành trung tâm của thiên địa pháp tướng